Thân mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay là mình sẽ quay cho các bạn xem cái mô hình trồng hoa màu gà Tết nha các bạn. Thì sẵn như là chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm thực tế của mình thôi. Thì hôm bữa cũng có bạn là hỏi mình trồng hoa màu gà búa thì có nên ngắt đọt hay là không. Thì ở đây thì mình cũng xin chia sẻ thật cho các bạn luôn ha. Thì như là riêng mình thì mình không có là ngắt đọt gì hết các bạn. Mình chỉ tỉa một số cặp lá thôi. Các bạn nó bung cơi nè các bạn. Mình không hề là ngắt đọt gì luôn các bạn. Và cái giá thể của mình đi là cũng như những cái anh em trồng trước thôi. Ở đây là mình đi là phân chuồng các bạn với cho cháu các bạn. Với đất xốp á các bạn. Như vậy là thôi các bạn, chứ mình không có đi nhiều nha các bạn ha. Và bên kia thì mình có là trồng thêm cái hoa màu gà phụng vĩ nha các bạn. Thì có một số chỗ khác ta gọi là đuôi phụng á. Đây các bạn. Ở đây thì mình có để sót một vài chậu dạng thọ nữa đó các bạn. Thì dạng thọ hôm bữa mình cũng có chia sẻ cho các bạn rồi. Đó các bạn xem ha. Ở đây thì mình cũng ra chậu hết các bạn, nó cũng được mấy cặp lá rồi. Còn đây là màu gà đuôi phụng nha các bạn. Ta gọi là phụng vĩ á. Thì cái mô hình này là mình đang trồng để mình dự trù mình bán Tết đó các bạn. Đây các bạn, nó cũng ra bông hết rồi. Cái này là màu gà búa nha các bạn ha. Nè, ra cơi hết rồi nè. Đó các bạn xem. Thì bạn nào đang xem kênh của mình á thì hãy like cho mình một like nha các bạn, để mình có động lực mình ra những video tương tự cho các bạn cùng xem ha. Thì để mình quay tổng thể cái vườn hoa màu gà của mình cho các bạn xem. Còn mé bên cạnh của mình thì mình có trồng rau muống các bạn, hôm bữa mình cũng có chia sẻ cho các bạn rồi. Thì bạn nào xem kênh mình thì các bạn cũng sẽ biết ha. Thì trồng cái hoa màu gà này cũng cơ bản thì nó cũng không mấy là khó lắm các bạn. Nè, cái này là màu gà phụng vĩ nè, nó màu vàng các bạn. Có giống màu đỏ nữa các bạn. Nói chung là trồng cái hoa màu gà này thì nó có rất là nhiều loại. Nhưng mà loại chủ yếu nhất vẫn là cái màu gà búa nha các bạn. Và cái màu gà phụng vĩ này nè. Ở đây thì mình vô chậu, mình ra chậu hết rồi. Hôm bữa mình cũng có chia sẻ cho các bạn cái thời điểm mà trồng hoa màu gà nó đúng Tết á. Thì mình cũng có trồng cái lúc mà nó cây con á. Thì các bạn có thể là xem lại trong cái phần là danh sách phát ha. Đây các bạn, thì trồng màu gà này thấy nó cũng cơ bản là nó mau lớn các bạn. Ra bông hết ráo rồi. Ở đây thì mình đang ở gần lỗ các bạn, xe chạy qua chạy lại nên thấy. Còn cái dạng thọ này các bạn thì mình cũng có chia sẻ nữa đó. Thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể là vào cái phần trên sách phát của mình để xem lại ha. Nè các bạn, lên rất là đều và đẹp nha các bạn ha. Nó có đuôi nè, giống như cái đuôi phụng á. Nó màu vàng. Đây các bạn. Thì mình xin nói lại cho các bạn biết ha, là cái hoa màu gà này thì mình không có ngắt đọt nha các bạn. Mình chỉ tỉa một số lá thôi. Mình chỉ để lại những cái lá chính, cành chính thôi nha các bạn, chứ mình không nên ngắt đọt nha các bạn. Thì đây là cái riêng mình nha các bạn ha. Còn những người bạn khác thì mình không biết nha các bạn. Nhưng ở riêng mình thì hôm bữa có bạn hỏi thì mình xin trả lời như vậy. Thì mình không có ngắt đọt. Mình chỉ tỉa là một số cặp lá nhuyễn thôi. Đó, thì nó bung lên như thế này các bạn. Đấy, để quay tổng quan cho các bạn xem ha. Thì bạn nào đang xem hãy like cho mình một like nha các bạn. Đó, đây là cái hàng màu gà Tết của mình. Đấy các bạn. Thì thôi, video mình quay tới đây thôi nha các bạn ha. Cũng như là chia sẻ cho bạn hồi nãy giờ là về cái nội dung là có nên là ngắt đọt hoa màu gà để nó bung cơi hay không. Thì mình cũng là đã chia sẻ rồi nha. Rồi mình xin được mến chào nha các bạn.